Ngày 24 tháng 11 năm 2017, thông tin từ Công an huyện Crong Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhật, 24 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khi nhậu cùng một số người ở nhà một người quen ở xã Ia Quang, huyện Crong Park, do say rượu nên Nhật không nhớ chiếc điện thoại của mình để ở đâu. Sau đó, mọi người cùng tìm điện thoại cho Nhật. Khi tìm được điện thoại, Hồ Thanh Phúc chê trách Nhật vì chuyên quên điện thoại và hai bên phát sinh mâu thuẫn. Nhật cầm điện thoại của mình ra ngoài sân, ném xuống đất. Phúc liền đến xô ngã Nhật xuống đất và tát vào mặt Nhật. Sau đó, Nhật chạy vào trong nhà, lấy một cây kéo, chạy ra, đâm vào bụng Phúc. Cú đâm khiến Phúc bị thủng ruột non, tá tràng, rách đầu tụy với tỷ lệ thương tích 65%.